gái này vô cùng là khéo tài. Tên bé thì tin hơn cô gái tải đạn. Bắt theo đi anh, bắt đi. Bắt đi anh, bắt theo bật lên cho em. Trời ơi. Ba đôi không. Trời ơi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với S Channel. Và mọi người ơi, Tết đến xuân về rồi là giống y chang như là truyền thống S Channel mọi năm, thì tụi mình sẽ trang trí văn phòng S Channel. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân mình để xem coi là năm nay S Channel trang trí văn phòng theo phong cách gì nha. Hello mọi người. Dạ đây, đầu tiên thì mình sẽ đến với vị giám đốc sáng tạo của chương trình hôm nay. Tại sao anh cầm trái bơ vậy? Anh muốn treo trái bơ lên để cho kiểu như là khách đến nhà mà cứ hỏi bà dăm ba câu bao giờ lấy vợ ấy. Tiền lương tháng bao nhiêu? Rồi các thứ thì mình chỉ vào quả bơ. Hỏi vô duyên là bơ vơ ráng chịu nhỉ. Đúng rồi, bị bơ luôn. Không biết hôm nay anh tới là nhiệm vụ chính của mình là gì ta? Ngồi cuốn lá. FBI open up! Cuốn pháo. Mọi người có thể xem cái gì nhỉ, cái chuỗi cung ứng của tụi mình, nó chính là một đứa liếm, một đứa cắt giấy, sau rồi một cuốn. Trời ơi, mình rất là năng suất luôn á. Năm nay Tết cho trong phòng Messenger phong cách gì vậy chị giới thiệu cho các bạn khán giả được không? Nói chung là chị cũng không biết á, ai say gì chị làm đấy thôi. Còn ai phận con gái 12 bến nước khổ ha. Ừ đúng rồi. Ta gặp mặt Art Director của cái dự án này nha mọi người. Art Director là một cái người mà nó là cầm cái này, là cái người mà đầu não cho cái chương trình hôm nay. Không biết chị Vân có thể nói cho các bạn nghe năm nay Tết mình làm phong cách gì không? Nếu như mấy bạn nào có theo dõi channel miền Nam thì biết là nhất là thế hệ Gen Z, mấy bạn rất là đam mê với lại cho nên là cái phong cách chủ đạo là liên quan đến là một cái sòng bài, một nhưng cái mà nó mang tính châu Á. Amazing, good job em. Rồi chúng ta đến với một cô gái nha mọi người. Cô gái này vô cùng là khéo tài. Tên bé thì gì hơn cô gái tải đạn. Ơi những cô con gái đam ngày đêm tải đạn. Ở trên nó gần xong rồi nó mới xuống. Trời nó chịu không có mấy bao lì xì lên trên cái cây rồi, đâu có làm cái gì đâu. Trời ơi sao vậy, năm ngoái mày còn không vô làm á. Thì tao chưa vô mà năm nay tao vô tao phụ nè. Thì năm nay tao phụ nè. Let me see your nail. Wow, beautiful nail, bê hâm này luôn. Nè mọi người, mọi người có cái cây pháo nào mà vừa to vừa không đều này là của chị Hằng á. Cái gớm. Thì hôm nay mình thấy cái concept này khá là giống cái phòng mà động phòng hoa chúc đồ. Mình nghĩ mình là sẽ là cô dâu ngày hôm nay, mình chuẩn bị hơi bị tươm tất. Every night in my dreams I see you, I feel. Tẻ tẻ nha, feel tẻ nha. Hèn gì chị mặc cái áo màu xanh này là lầu xanh phải không? Đó, nhân viên luôn. Trời ơi, chị mình cái bộ đồ lòng nữa, không phải bộ đồ lòng, cái bộ móng này á, mình Tết á, mình ăn Tết rồi nó có tiện không? Chị thấy là tiện á, là chị chọt đâu là nó cũng dính hết đó bé. Rồi hả? Vuốt ở đâu là người ta cũng sướng hết á, sướng lưng người luôn á. Đâu, vuốt thử coi. Nè, nè. Trời ơi, thấy ghê quá bà ơi. Không biết chị hôm nay chị đang làm gì vậy chị Trang? Là không, mình đang tình tảo, mình đang phải làm gì mình chẳng biết nữa. Nói chung là chị Vân nói mình làm gì thì mình làm cái nấy. À, chị cũng giống như chị Giang đúng không? Đúng rồi. Phận gái 12 bến nước. Dạ. Bến nào đục, bến nào trong không biết, nhưng mà ai ngồi mình đến bến nào mình ngồi bến đó. Không, mình ngồi bến đại gia. À, bến mấy cái bến bự phải không? Bến bự thôi, chứ bến nhỏ mình ngồi gì. Như bến Thành, bến nhà rồng đồ đó ha. Trong lúc quá trời người ta cực khổ, người ta nai lưng ra ta làm vậy á, mà chị Thơ của em chưa có tới văn phòng. Nhân cái clip này thì em cũng muốn nói nhỏ nhỏ với mọi người là chị Thơ em được cái hay đi làm sớm lắm mọi người đó, nên vậy đó. Chắc bà đi sớm quá, cái giờ bà đi về luôn rồi đó. Không biết chừng nào bà lên lại. Tết đến xuân về rồi, anh mong muốn một cái văn phòng personal mùa Tết như thế nào? Anh có mong muốn phong cách gì không? Nói chung phong cách nào mà đẹp á. Đẹp hả? Mà rẻ. Đẹp mà rẻ. Bây giờ em mà trang trí mà giá rẻ á thì cái chi phí đó sẽ bù vô tiền thưởng Tết. Hiểu. Ừ đó. Thôi này có mình em biết, mấy người kia chưa biết nên là okay. Bộ của em thôi nha. Bộ anh chứ. Bộ, nếu okay. Mà tụi em làm tốt á thì Tết này anh thưởng nhiều. Ok rồi, hai người mình nha, vậy nha. Vậy nha, hai người mình nha mọi người. Chị biết hút không chịu đi khám phá vậy mà cầm. Trời ơi mọi người, mặc dù mang cái tiếng là cả văn phòng cùng nhau làm nhưng mà mấy anh camera thấy khỏe lắm. Đây trưởng edit người ta còn ngồi, người ta gấp quá vậy, gấp người ta hì hục, người ta gấp nè mọi người. Rồi mọi người ơi, cung nữ mới nhập cung mọi người
Ta thà chết chứ không vô cung. Cung nữ này mới nhập cung mọi người ơi. Chị hôm nay bộ đồ mình dễ thương chị. Muốn bóp không? Muốn bóp gấu không? Thôi sợ bóp lộn. Lộn. Linh Linh bụng hơi bự nha. Chưa khai mở. Cô nha, cái bà gán chi vậy nè. Năm con năm hả? Sáu đi. Sáu. Đi con chín. Oh my god, đi kìa con xì. Heo. Heo kìa. Anh ơi đi. Bắt heo đi anh. Bắt đi. Bắt đi anh. Bắt heo bự lên cho em. Trời ơi. Lên ngủ đi. Sao tưởng mày đỡ tao? The next day. Và sau bao nhiêu tiếng ròng rã thì cuối cùng cũng xong mọi người ơi, cũng xong rồi thì bây giờ. Ôi, bà ơi, bà đâu có làm đâu, mà tụi tôi ngồi lại 9 giờ tối nè bà ơi, cắt kẹt tông chết được luôn rồi bà đi về từ hồi 3 giờ chiều. Nè giờ ngồi chút xíu cái tự nhiên được cái iPhone 13 Pro Max nè thấy không? Không biết là trước tiên khi mà mình đi xem á thì chị Vân có thể là thuyết trình nhẹ nhẹ cái concept này không? Tại vì chị Vân là art director của dự án này mọi người. Nó nghe lớn quá, thật ra là kêu mọi người làm thôi, hiểu không? Đó là người kêu gọi đó. Thì đây là cái mood board mà ban đầu mà đưa ra thì mình sẽ để hình ở đây cho mọi người nha. Thì là tông chủ đạo sẽ là đỏ trắng với lại hơi một tí màu đen cho nó bài bạc. Tức là mình sẽ có hai set, một cái nó sẽ hơi hướng truyền thống, một cái thì nó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của trang phòng mình đó. Thích là vô ngồi đánh bài thôi, không ai cấm đoán được gì luôn. Cái món này là ảo quá ha. Đúng rồi. Vừa mới bước vô là mình thấy liền một cái tông đỏ đô mà nó không thể nào nhầm lẫn vô đâu được, nhìn là thấy Tết tới rồi. Ha, đứng vô mà mặc cái set này nó hơi mùa hè đó. Chị em mình hơi đúng mùa rồi, hè đó. Chị em mình set một bộ áo dài đi ạ. Đúng là phải làm một liền một cái bộ sưu tập áo dài để vô đẹp. Cái set này. Mọi người hãy đón chờ cái bộ shooting áo dài của S Channel ở trong những cái nền này nha mọi người. Nè mọi người thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ có những cái hình ảnh rất là quen thuộc của Tết, lồng đèn, pháo và đặc biệt vedette của chương trình nằm giữa luôn. Cái này là mình gọi là cái gì chị? Như ở Noel á, nó có vòng nguyệt quế thì ở đây mình có vòng nguyệt quế mùa Tết. Mình cũng rất là kiểu hoang mang không biết là làm sao để cho nó đẹp nó ra nhất. Nhưng mà nói chung là từ hoa giả nè, rồi mấy cái giấy xếp đồ đó, quạt đồ đó, cái xong cũng ra một cái nhìn rất ư là rất là dễ thương luôn. Rồi mấy cái bánh này là mình tái chế từ năm ngoái không? Đúng rồi, nó không phải năm ngoái đâu em, năm trước nữa luôn á. Nếu mà nói cái nào mà kiểu như nhiều công sức của mọi người nhất á thì chắc là hai cái giấy pháo này đó. Nếu mà các bạn có xem cái quá trình làm là thấy nó có một cái dây chuyền sản xuất rất là kinh luôn nha. Rồi. Người cắt, người dán, người cuốn. Lâu lâu có người hút nữa. Để em xem coi bên ngoài là như thế nào nha. Rồi luôn. Trời ơi. Trời ơi. Lần bộ bài bình thường gấp đó, ý là không phải là bài khổng lồ quá nhưng mà nó cũng to để cho mọi người có thể nhìn thấy được hết.
hết chị cứ đá bài. Trời, để tôi phân tích cho mọi người nghe nha. Tại vì cái bức tường này á là anh máy bay, một cái người mà hồi xưa từng bị sỉ vả vì không biết chơi bài tiếng lên. Ảnh đã lên tất cả những cái cọc bài này đây. Đầu tiên là ổng đòi tứ quý heo nè mọi người. Rồi. Đó, cái ổng đòi này dưới đây là gì đây? Bốn đôi thòng. Bốn đôi thòng, nó đâu có vừa vậy. Rồi, tứ quý chín. Tứ quý chín là nguyên năm mua vàng mát tay luôn á. Rồi, mình qua đây. Ủa tại sao lại 3, 3, 4, 5, 6? Đếm thử đi, bà đếm thử đi. Ồ, ngủ linh. Ngủ linh công chúa luôn đó. Ôi. Đó, nhiên là ngoài những cái lá bài thì đây in hẳn ra những cái hình là gì ta, bích rồi chuồng, rô. Cơ rô. Ôi bà ơi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Mà hãy nói đi, vì hôm qua Thu Trang tiến luật chúng ta vừa có một cặp đôi mới trong làng Estradol nha mọi người. Là đây. Thật vâng. Ra ban đầu chỉ đặt cái này thôi, còn những cái này là Trang phải nói đi, công dạ, sức vâng. Của em cả ngày hôm vâng qua. Đây là cái mà tụi mình đã dành khoảng rất là lâu để mà ngồi làm được cái đế của từng cái cơ rô chuẩn bích này. Và công sức không chỉ có mỗi mình mà còn có một anh tên là Tiến Luật. Luật. Cho dù là anh Luật rất bận với cái việc edit, nhưng mà khi mà nghe đến dán đế cho những cái con mà cơ rô chuẩn bích này thì quyết định là phải lên cho bằng được. 3, 2, 1. Trời ơi, cái này được, cái này rất là thích cái này luôn. Thích cái này nhất luôn. Làm cái này lâu không? Cũng lâu á, nè kể cho nghe. Hôm qua là 6-7 người đó ngồi cắt cạc tông. Thật ra là hơn là hình vuông á, cũng không phải là đẻo gật gì nhiều. Xong rồi dán lên, xong rồi ghép lại thành nguyên cái thùng như vậy đó. Ba cục là thấy nhìn thấy quải rồi. Ê, đã giải biết gì không? Tự nhiên lúc chuẩn bị ghép cái cục này, phát hiện ra mất cái mặt số 1. Trời ơi, đúng chết. Cái văn phòng lên kiếm luôn. Rồi sau phát hiện ra chị Châu Giang hay chị Minh Thư gì đó gom rác. Làm tốt quá mà, bình thường rất tốt như vậy đó. Gom xong gom vô cái mặt số 1 vừa dán luôn. Sao đó được. Đây cục cuối cùng. Có cái này luôn hả? Đây. Sao gì cũng có hết vậy. Cợp bầu cua cá ngựa nha gia đình mình ơi. Cợp dạ ơi. Bầu cua cá cợp dạ. Bắt con cọp, bóp con cọp. Bóp con gì? Con cọp. Này, trời ơi, mỗi lần nhìn cái cục này thấy Tết về rồi. Thật sự là rất thích chơi cái trò này. Mà chỉ có Tết là mới hay chơi thôi. Không, mà miền Bắc thì như không có chơi. Miền Bắc không có chơi này hả? Dạ. Không, em thích cái trò này thiệt. Em chơi mà em cũng thua hết á. Chơi sao? Là nó có một cái bàn nha, là 6 con. Mình sẽ để tiền vô cái ô mà mình muốn cược. Cái xong rồi người ta xóc đĩa lên. Xong cái trong đĩa đó có mấy cục? 2 cục. Ủa không, 3 cục. Và đó chính là photo booth mùa Tết của S Channel. Không biết mọi người thấy như thế nào ha. Mình thấy nói chung là rất là xinh luôn đó. Lần đầu tiên hai đứa mình đúng không? Hai đứa mình lần đầu tiên được ăn Tết ở S Channel thì nói chung là rất là vui. Và khi được cùng mọi người có thể hả mang đến những một cái màn trang trí vô cùng tuyệt đẹp này thì ok, rất là xịn mà. Trời ơi, bà trang trí đến có 3 giờ chiều bà làm được bao nhiêu đâu. Nhưng mà nói chung là bây giờ là rất là hào hứng để có thể chụp được những cái mô hình đẹp đúng không? Và tất nhiên chụp những cái mô hình thì không thể nào thiếu những các em điện thoại siêu xịn của nhà Cellphone S tụi mình đang cầm trên tay. Hai em điện thoại phải là đang có giá tốt nhất vào mùa sale Tết này. iPhone 13 Pro Max có giá gốc là 32.690.000 nhưng bây giờ giảm chẳng chỉ còn 32 triệu thôi. Rồi, đây là điện thoại của mình là Xiaomi 11 Lite 5G với giá là 8.290.000 và giảm chỉ còn là 8.190.000. Rồi bây giờ thì mọi người chơi gì nữa, hãy đến ngay Cellphone S để mua cho mình những con điện thoại siêu xịn, chụp hình siêu đỉnh để có thể là chụp hình mùa Tết giống như tụi mình nha. Và đó chính là video trang trí Tết của tụi mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người nhớ like, share, subscribe cho S Channel nha. Không biết mọi người thích cái background nào hơn, bên truyền thống hay là bên casino bài bạc, nhớ comment phía dưới nha. Bye bye và hẹn gặp lại.